Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 11, ông Abu Ubaida, người phát ngôn của lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của nhóm Hamas cho biết, Hamas sẵn sàng thả 70 phụ nữ và trẻ em mà nhóm người này đang giam giữ ở Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày với Israel, theo hãng tin Reuters. Trong bài đăng trên Telegram vào ngày 13 tháng 11, ông Ubaida nói rằng ông đã đề cập điều kiện trên với các nhà hòa giải từ Qatar trong cuộc đàm phán cuối tuần qua. Theo ông Ubaida, Israel đã yêu cầu thả 100 phụ nữ và trẻ em đang bị tạm giữ ở Gaza, nhưng Hamas đã nói với các nhà hòa giải rằng nếu có một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày, Hamas có thể thả 50 con tin và con số này có thể lên tới 70 tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của con tin. Ông Ubaida nói rằng điều kiện ban đầu mà Qatar đề xuất để Hamas thả con tin là Israel sẽ trả tự do cho 200 trẻ em và 75 phụ nữ Palestine mà Israel bắt giữ. Thỏa thuận trên bao gồm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và cho phép viện trợ và cứu trợ nhân đạo khắp mọi nơi trên Gaza. Người phát ngôn của Hamas cũng chỉ trích Israel cố tình trì hoãn và trốn tránh các thỏa thuận. Theo tờ The Times of Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, tuyên bố Hamas đã mất quyền kiểm soát dải Gaza trong bối cảnh lực lượng Israel đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn thành phố Gaza. Ông Gallant nói, không có lực lượng Hamas nào có khả năng ngăn chặn lực lượng phòng vệ Israel. Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza và đang chạy trốn về phía nam. Người dân đang cướp bóc các căn cứ của Hamas. Họ không có niềm tin vào chính quyền Hamas. Theo ông Gallant, lực lượng Israel đang tiến lên theo kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác với tính sát thương cao. Những ngày gần đây, Israel đã tăng cường tấn công vào các đường hầm của Hamas. Trong một diễn biến liên quan, một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào hôm 13 tháng 11 cho thấy, lính của lữ đoàn Golani thuộc lực lượng phòng vệ Israel đã chiếm được tòa nhà lập pháp ở thành phố Gaza và chụp hình ở địa điểm này. Tòa nhà Hội đồng lập pháp Palestine ở Gaza là nơi làm việc của các nhà lập pháp Hamas kể từ khi nhóm này tiếp quản Gaza vào năm 2007. Trong khi đó, còi báo động báo hiệu cảnh báo nguy cơ bị tấn công rocket đã vang lên ở miền trung Israel, bao gồm ở Tel Aviv. Đây là cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa đầu tiên từ dải Gaza kể từ hôm 10 tháng 11. Cạnh đó, còi báo động cũng vang lên ở thành phố Ashkelon và các khu vực khác ở miền nam Israel. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Theo đài Al Jazeera, rocket đã gây ra một vụ hỏa hoạn ở bên đường cao tốc và chính quyền cho biết không có thương vong và thiệt hại nào. Ủy viên châu Âu phụ trách quản lý khủng hoảng, ông Janet Lenasic, đã kêu gọi tạm dừng giao tranh ở dải Gaza và cung cấp nhiên liệu khẩn cấp để duy trì hoạt động của các bệnh viện ở vùng lãnh thổ này. Phát biểu tại hội nghị cấp ngoại trưởng Liên minh châu Âu-EU diễn ra ở Bruxelles, Bỉ, ông Lenasic nhấn mạnh sự cấp thiết phải đạt được và tuân thủ các lệnh tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo. Ông lưu ý các khoản dừng nhân đạo này phải được công bố rõ ràng trước khi triển khai để các bên có thời gian chuẩn bị. Quan chức này đồng thời hối thúc đưa nhiên liệu, thực phẩm và nước sạch vào dải Gaza. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza đang diễn ra ở gần các bệnh viện ở Gaza. Theo giới chức y tế tại dải Gaza, các bệnh viện ở phía bắc Gaza đã buộc phải ngừng hoạt động do tình trạng thiếu nhiên liệu và giao tranh ác liệt bùng phát từ ngày 7 tháng 10. Tính đến ngày 12 tháng 11, hai bệnh viện lớn nhất tại Gaza là Al-Shifa và Al-Qas đã tê liệt hoàn toàn, trong khi hơn một nửa số bệnh viện tại dải đất này buộc phải dừng hoạt động. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, EU đã ra tuyên bố kêu gọi bảo vệ các bệnh viện ở Gaza và thực hiện các khoản dừng nhân đạo ngay lập tức để cho phép viện trợ vào vùng lãnh thổ này. Tình hình chiến sự gần khu vực các bệnh viện diễn ra ngày càng khốc liệt khi Israel siết chặt vòng vây Hamas, cáo buộc lực lượng này đã đặt sở chỉ huy gần hoặc bên dưới các bệnh viện để làm lá chắn. Theo tờ The Times of Israel, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cho biết, một nhóm lực lượng tinh nhuệ Israel đã đột kích vào bệnh viện Rantisi ở thành phố Gaza và thấy rằng Hamas đang giam giữ con tin ở đây. Ông Hagari nói, bên dưới bệnh viện, ở tầng hầm, chúng tôi tìm thấy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas.
áo khoác chứa bom, lựu đạn, súng trường AK-47, thiết bị nổ, các loại vũ khí khác, máy tính, tiền, v.v. Ông Hagari nói rằng lực lượng Israel đã tìm thấy các dấu hiệu cho thấy Hamas giam giữ con tin tại nơi này. Chi tiết cụ thể thì đang được Israel điều tra, nhưng lực lượng phòng vệ Israel có thông tin tình báo để xác minh thông tin này. Người phát ngôn cũng khẳng định Hamas đang ẩn náu trong bệnh viện này nói riêng. Trong các bệnh viện ở Gaza nói chung, Hamas luôn bác bỏ các cáo buộc này. Trong diễn biến liên quan, vừa qua xe tăng Israel đã tiến tới cổng bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza, nơi Israel cho là đặt trụ sở của Hamas. Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza, ông Ashraf Al-Kira, cho biết có đến 32 bệnh nhân, gồm 3 trẻ sơ sinh tại bệnh viện Al-Shifa đã thiệt mạng trong 3 ngày qua vì bệnh viện bị bao vây và thiếu điện. Ít nhất 650 bệnh nhân vẫn còn ở bên trong bệnh viện và đang chờ được sơ tán đến cơ sở y tế khác. Ông Al-Kira nói thêm, những chiếc xe tăng đang ở phía trước bệnh viện, chúng tôi đang bị phong tỏa hoàn toàn. Đây là một khu vực hoàn toàn dân sự, chỉ có bệnh nhân, bác sĩ và dân thường, ai đó nên ngăn chặn điều này. Nói về tình hình bệnh viện Gaza, ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại về sự an toàn của các bệnh viện tại Gaza trong bối cảnh Israel cáo buộc Hamas đặt căn cứ ở bên trong bệnh viện. Ông Biden nói, bạn thấy đấy, tôi đã không do dự khi bày tỏ mối quan ngại với những gì đang diễn ra và tôi hy vọng rằng sẽ có ít hành động xâm phạm liên quan đến các bệnh viện. Chúng tôi đang liên lạc với Israel. Ông Biden cho biết các bên đang nỗ lực đàm phán về việc thả tù nhân và Qatar đã tham gia vào nỗ lực này. Ông nhấn mạnh các bệnh viện phải được bảo vệ. Trong ngày 13 tháng 11, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng các căn cứ Hamas nằm ở khu vực dân sự. Trả lời phỏng vấn với đài Fox News, ông nói rằng việc Hamas chiến đấu đặt căn cứ chính ở bệnh viện và trường học cũng như đào hầm dưới các tòa nhà là gánh nặng đối với Israel. Theo ông Kirby, Hamas không tuân theo luật chiến tranh và đang cố tình khiến người dân Gaza gặp nguy hiểm. Ông cũng cho biết chính quyền Mỹ đang làm việc với Israel để giảm thiểu thương vong cho dân thường. Theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng do ảnh hưởng của xung đột Israel-Hamas đã vượt quá con số 11.000 người. Việc số người thương vong tại dải Gaza không ngừng tăng lên từng giờ đã khiến Israel bị gây sức ép không ngừng bởi cộng đồng quốc tế. Bất chấp sức ép ngày một gia tăng từ phía quốc tế, Israel vẫn liên tục nã đạn pháo vào dải Gaza, kèm theo tuyên bố bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy của Hamas và dân thường cần được sơ tán. Trước việc các bệnh viện lớn nhất ở Gaza bị công kích, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, không có lý do gì chúng tôi không thể đưa bệnh nhân ra khỏi đó, thay vì để Hamas sử dụng cơ sở này làm trung tâm chỉ huy. Thủ tướng cho biết Israel đang giúp đỡ bệnh nhân bằng cách tạo ra hành lang an toàn để sơ tán. Trong khi quân đội Israel cho biết, một hành lang sơ tán đã được mở ở khu vực bệnh viện Al-Shifa. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết không có ai đi qua hành lang này. Ông Netanyahu nhắc lại rằng Israel sẽ không đồng ý ngừng bắn trên toàn bộ khu vực Gaza cho đến khi tất cả con tin Israel được thả. Ông cũng vạch ra các mục tiêu chính của Israel ở Gaza. Cụ thể, các mục tiêu chính được Thủ tướng Israel đề cập bao gồm: thứ nhất, xóa sổ Hamas để nhóm này không thể thực hiện các cuộc tấn công như cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Thứ hai, đảm bảo rằng chủ nghĩa Hamas không tái diễn ở Gaza sau xung đột. Thứ ba, đảm bảo bất kỳ chính quyền dân sự nào nắm quyền kiểm soát Gaza sẽ đồng ý phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa vùng đất này. Ngoài ra, Thủ tướng Israel cho rằng Hamas chỉ kêu gọi tạm dừng nhân đạo ở Gaza để chấm dứt cuộc chiến chống lại nhóm này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!